Vitalik Buterin, cậu bé vàng trong làng tiền điện tử. Vitalik Buterin là nhà sáng lập Ethereum, nền tảng blockchain của văn hóa thị trường lớn thứ hai thế giới chỉ sau Bitcoin. Thuở bé, Vitalik đã thể hiện tài năng bẩm sinh của mình và sớm bị bạn bè cô lập. Thế nhưng, chính điều này đã giúp anh phát hiện ra mặt tiêu cực của quyền lực tập trung, từ đó tạo ra Ethereum, đồng tiền điện tử có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Dù phải đối mặt với muôn vàn thử thách từ thuở thơ ấu cho đến khi trưởng thành, Vitalik không bao giờ bỏ cuộc và luôn cống hiến hết mình cho công việc. Vậy, hành trình xây dựng đế chế Ethereum của Vitalik đã diễn ra như thế nào? Từ bây giờ anh em hãy cùng tìm hiểu thông qua video này cùng Tiền Thuật Thoáng nhé! Vitalik Buterin là nhà văn và lập trình viên người Canada gốc Nga. Trước khi tròn 20 tuổi, anh trở nên nổi tiếng khi sáng lập ra Ethereum, nền tảng điện toán phân tán, mã nguồn mở dựa trên công nghệ chuỗi khối với khả năng thực thi hợp đồng thông minh. Vitalik thể hiện khả năng toán học thiên bẩm từ rất sớm. Món đồ chơi yêu thích của anh vào năm 4 tuổi là phần mềm bảng tính Microsoft Excel. Ở tiểu học, Vitalik được chọn vào lớp học dành cho học sinh năng khiếu, từ đó phát triển năng lực về toán học, lập trình và kinh tế. Đặc biệt, anh có thể cộng 3 chữ số trong đầu nhanh gấp đôi bạn bè cùng trang lứa. Cô đơn không phải là điều Vitalik chọn, mà là lối sống anh trở nên quen thuộc. Vì IQ cao cộng với tài năng toán học thiên phú, anh trở thành kẻ lập dị và bị bạn bè cô lập. Bạn bè đi chơi, sinh hoạt sau giờ học không bao giờ mời Vitalik. Anh đã sống một thời gian dài mà không hề biết đến sự tồn tại của thứ gọi là hoạt động ngoại khóa. Ở cấp 1, nhiều người gọi tôi là thiên tài toán học. Nhưng có nhiều khoảnh khắc tôi tự hỏi rằng tại sao mình không thể giống như một người bình thường, Vitalik nói. Thay vì vui chơi với bạn bè, anh đã dành thời gian chơi game World of Warcraft. Và chính trong thế giới ảo này, Vitalik nhận ra bộ mặt tồi tệ của quyền lực tập trung. Trong game, anh đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để giành được câu thần chú Cypherlight cho nhân vật phù thủy của mình. Thế mà trong một lần cập nhật trò chơi, hãng đã loại bỏ câu thần chú này. Đêm đó, Vitalik nằm thao thức mất ngủ. Tôi nhận ra tất cả mọi thứ liên quan đến quy định của chính phủ hay sự kiểm soát của các công ty đều xấu xa. Tôi cho rằng trong các thể chế xã hội này có những gã ngồi sau bàn làm việc và khoái chí nói: "Được rồi, lần này ta có thể gây khó dễ cho 1.000 người như thế nào đây?" Thế giới quan của Vitalik rất giống những người chấp nhận Bitcoin sớm và tin tưởng vào nền kinh tế mới. Anh tin rằng kẻ mạnh đang nắm quá nhiều quyền lực và để xã hội trở nên cân bằng, quyền lực cần phải chia cho những người yếu. Đây chính là những viên gạch lót đường cho sự ra đời của nền tảng phi tập trung Ethereum. Năm 17 tuổi, khi đang tìm kiếm hướng đi mới cho cuộc đời mình, Vitalik biết đến Bitcoin thông qua bố, một nhà khoa học máy tính. Bitcoin lúc này chỉ mới ra mắt được 2 năm. Ban đầu anh nghi ngờ về giá trị của đồng tiền mới này vì thấy nó không được bên nào hỗ trợ. Ví dụ khi nhà nước in tiền cần có lượng vàng tương đương để bảo vệ giá trị cho tiền. Nhưng càng tìm hiểu, anh càng trở nên say mê và muốn tham gia nền kinh tế mới này. Tuy nhiên, Vitalik không có máy tính đủ mạnh để đào Bitcoin, anh cũng không có tiền để mua nó. Thế là anh quyết định tìm việc liên quan đến Bitcoin và may mắn trở thành cây viết cho tờ Bitcoin Weekly với mức lợi nhuận 5 Bitcoin trên bài, tương đương 3,5 USD lúc bấy giờ. Những bài báo của Vitalik đã khiến một người đam mê Bitcoin ở Romania chú ý. Năm 2011, ông đã mời Vitalik làm đồng sáng lập tờ Bitcoin Magazine, đồng thời trở thành cây bút chính của tạp chí. Năm 2012, Vitalik tốt nghiệp cấp 3 và theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Waterloo, Canada. Tại đây, anh trở thành trợ lý nghiên cứu cho nhà mật mã Ian Goldberg, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của dự án Tor, một tổ chức phi lợi nhuận về quyền riêng tư kỹ thuật số. Tháng 5 năm 2013, trong tư cách phóng viên của Bitcoin Magazine, Vitalik bay đến California để dự hội nghị gặp gỡ tất cả các Bitcoiner từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây, lần đầu tiên Vitalik nhìn thấy cộng đồng crypto đang sống và phát triển xung quanh nền kinh tế mới này. Những nhà đầu tư từ kỷ nguyên .com so sánh tiền điện tử với buổi bình minh của Internet, các gian hàng giới thiệu ví cứng, nền tảng giao dịch Bitcoin và máy Bitcoin ATM. Khoảnh khắc đó thực sự làm tôi xúc động, nó thuyết phục tôi rằng cuộc mạo hiểm này đáng để tham gia đấy, Vitalik nhớ lại. Thế là anh quyết định bỏ đại học để dấn thân sâu hơn vào làn sóng tiền điện tử đang sôi sục này. Vitalik bắt đầu đi vòng quanh thế giới, tìm hiểu về các dự án crypto ở các nước khác nhau. Anh nhận thấy những dự án này đều đang cố gắng xây dựng các layer trên Bitcoin. Điều này tạo ra các vấn đề bảo mật nghiêm trọng vì ngôn ngữ xây dựng Bitcoin được thiết kế để hạn chế sự phức tạp của các giao dịch. Vitalik phát hiện nếu dùng ngôn ngữ lập trình Turing để tạo ra một phiên bản Bitcoin mới, anh có thể cung cấp những dịch vụ kỹ thuật số không tưởng như tái tạo Facebook, tập hợp thị trường chứng khoán, xây dựng tập đoàn kỹ thuật số không chịu sự quản lý của chính phủ. Thế nhưng, đổi lại những nỗ lực của Vitalik, không ai đồng ý hợp tác cùng anh. Nhà sáng lập Ethereum đã đơn phương độc mã xây dựng dự án riêng của mình. Vào tháng 11 năm 2013, một tháng sau khi về nhà, Vitalik hoàn thiện ý tưởng của mình với white paper Ethereum và gửi nó cho bạn bè. Mọi người đều yêu thích ý tưởng của Ethereum và khoảng 30 người đã liên hệ với Vitalik để thảo luận về cơ hội này. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2014, Vitalik công bố Ethereum tại hội nghị Bitcoin Bắc Mỹ tổ chức tại Miami.
Anh mô tả nó như một máy tính toàn cầu chạy trên mạng phi tập trung với những ứng dụng tiềm năng như bảo hiểm, trao đổi phi tập trung hay DAO. Bước xuống bục, Vitalik được tung hô nhiệt liệt bởi những người tin rằng Ethereum sẽ là người kế nhiệm tuyệt vời của Bitcoin. Vài tháng sau hội nghị, Ethereum tổ chức ICO cho Ether, token gốc của mạng, và gọi vốn thành công 31.000 Bitcoin, tương đương 18 triệu USD lúc bấy giờ. Ethereum Foundation, tổ chức phi lợi nhuận trụ sở tại Thụy Sĩ, lúc này được thành lập để giám sát sự phát triển phần mềm mã nguồn mở của Ethereum. Vào năm 2015, Frontier, phiên bản đầy đủ chức năng đầu tiên của Ethereum, được chính thức ra mắt. Thành công nhanh chóng của nền tảng này đã thu hút sự chú ý của những gã khổng lồ công nghệ như IBM và Microsoft. Năm 2017, Vitalik nằm trong top 10 bảng xếp hạng 40 người trẻ dưới 40 tuổi có sức ảnh hưởng nhất và danh sách 600 người dưới 30 tuổi sáng giá nhất trong tạp chí Forbes. Dù vậy, danh tiếng của Vitalik cũng lớn dần theo sự phát triển của Ethereum. Những lời đồn đại, lịch sử, thời đi học đã lặp lại với Vitalik. Có người nói rằng anh mắc chứng tự kỷ với tất cả cuộc sống chỉ gói gọn trong một chiếc vali và anh từng nuốt trọn cả quả chanh mà không bỏ vỏ. Ngay cả những người làm việc gần gũi với Vitalik cũng bảo anh là nhân vật bí ẩn và không tài nào hiểu được. Là người gốc Nga, Vitalik đã có nhiều công hiến và được yêu mến tại quê hương. Vào tháng 8 năm 2017, hơn 5.000 người tập trung tại trung tâm sáng tạo Skotkova Moscow để nghe Vitalik phát biểu. Anh tuyên bố rằng Nga là một trong những quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ blockchain. Trong đó, Moscow có một trong những cụm nốt lớn nhất trên mạng Ethereum. Do sức ảnh hưởng trên toàn thế giới của Ethereum, Vitalik cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều lãnh đạo ở các quốc gia khác như Vương quốc Anh, Estonia, Singapore, Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với những giám đốc điều hành cấp cao này, Vitalik không nghĩ họ có điều gì đặc biệt hơn người thường. Một phần thành công đến từ sự chăm chỉ, một phần đến từ tài năng, phần khác đến từ việc tìm được đúng người. Thế giới không được tạo ra bởi những người thông minh nhất mà ai cũng có thể tham gia và thay đổi nó, Vitalik khẳng định. Vitalik Buterin và Ethereum 2.0. Ethereum đang được nâng cấp lên Ethereum 2.0 bằng cách chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake. Việc nâng cấp sẽ giúp Ethereum thực hiện các giao dịch nhanh, hiệu quả và có khả năng mở rộng. Ngoài ra, việc sử dụng Proof of Stake sẽ tốn ít hơn khoảng 99,95% năng lượng so với Proof of Work. Việc nâng cấp này bao gồm 3 bảng riêng biệt diễn ra vào 3 thời điểm khác nhau. Việc nâng cấp Ethereum liên tục bị trì hoãn. Vitalik chia sẻ, một trong những lý do chính khiến quá trình nâng cấp Ethereum diễn ra lâu hơn dự kiến là do đội ngũ dự án thường xuyên xảy ra xung đột. Với dự án của chúng tôi, vấn đề lớn nhất không nằm ở mặt kỹ thuật mà là các vấn đề liên quan đến con người. Nó khiến tôi đau đầu, rất khó để khiến tất cả mọi người đều hài lòng, Vitalik chia sẻ. Dù vậy, Ethereum vẫn đang tiến dần đến các nấc thang 2.0 của mình. Với Ethereum, Vitalik không chỉ viết nên tương lai của chính mình, anh còn tạo ra nền tảng cho phép hàng triệu người xây dựng, phát triển và đạt ước mơ, những người thậm chí anh chưa từng gặp bao giờ.